Nào, mấy lần rồi? Dạ chưa, em ở Bình Định, em đi ông xã em rồi, có thằng em rồi. À, Bình Định Dạ, á. ông quay video mới không thôi rồi. Chưa gặp thầy ở đây, đó Rồi, chưa gặp, đã ước gặp được thầy. đi Dạ, sao? em bị tê cái tay rồi. Trên đây là mình lưu thầy gái. Rồi, nó do cổ gáy thôi. Dạ, em bị trào ngược dạ dày. Rồi. Tôi bị đi khám là kêu bị nhiễm trùng đường tiểu, hay đi tiểu lắm. À, hay đi tiểu Dạ, rồi, được, cái đó được rồi. chân của nó cũng hay nhức khớp, nó đi khám khớp nó cũng lắm khớp à. Cái gì có là mình có hết dạ á. Đứng dạ dậy đi, đứng dậy đi. dạ Rồi giờ cái tay nâng vai của này đứng lên đó rồi. Kéo luôn đi rồi nói chuyện sao. Đã đường sống là đã rồi quá. Rồi bây giờ coi coi tay chân người ta rồi em chưa Trời, nhị thoải nhẹ. mái. Rồi Dạ bây giờ là về á, là chườm đá ở gan, Dạ giờ chườm hai cái bẹn, Dạ giờ chườm cái cổ. Dạ Đấy, tối ngủ rồi phải làm mấy cái động tác đó Dạ rồi uống ba thứ luôn Dạ nha. Rồi Dạ mỗi thời nhiều ông thể em cũng ngồi đá thôi vậy nha. rồi gì được rồi nè. Mấy ông thể em Vô đây, lên đây. Đây cũng là Bình Định luôn hả? Không, có cái này. Ủa vậy xem con này. Chứ ông cũng nhường cho mấy vợ chồng để làm trước. Ủa vậy hả? Đi chung. Dạ, anh đi trước mà. Hồi trước nhưng mà nhường chút đi. Để cho cái đám Bình Định này đi về trước đây. Ở trước sau cũng xong rồi, ngồi chơi chút đi. Chứ đừng có chia rẽ vợ chồng đó. Rồi em bị sao? Em mà bị thiếu máu não hay choáng nè, cổ vai gáy cột sống dạ dày dạ dày luôn dạ. Được rồi thì của em á, thì chườm đá ở gan chứ cổ, và em muốn chỉ ruột ở dưới ruột khớp là được rồi nha. Cái cổ em này cái ông này khớp với ớt là xong rồi. Ok. Rồi, vậy đi ha. Cái tay thêm chút này. À, phải cái gì giật tay. Cái tay là coi nhiều. Thôi về mốt ta vô đi, ta đi học. Rồi ta về ta làm luôn cho bà con. Chiều nay học mà. Chiều nay em học. Ở vậy hả? Chiều nay học luôn hả? Không có, để làm cho ông coi. Ông cảm nhận cho nó là sao. Rồi ngồi đây, ngồi đây em, ngồi đây em quyết tâm vô học nghề về để mà thứ nhất là săn sóc cho vợ, rồi sau đó săn sóc cho hàng xóm. Rồi được rồi em. Rồi em sao? Con bị tay chân bị tơ, mồ hôi chảy nước nhiều. Dạ, giạc đây nó bị đau, ngồi lâu đau đứng lâu cũng tơ chịu được. Được. Ê, mồ hôi bị lâu chưa? Lâu, uống thuốc cũng nhiều mà chưa. Không nó hết chảy đâu. Vậy nó chảy con đứng đậu là mồ hôi mang về là mang được. Ra nước nhiều. Nó ra ào ào, dạ, có dạ. nhiều khi để về nó chảy. Đúng rồi. Giờ sử dụng học là cũng phải cầm hai khăn. Được bây rồi. Giờ ngồi đậu đây. Nó rối loạn thần kinh đeo cảm nó là vậy à. Dạ. Không sao đâu, cứ để gì cho nó vui.
bây giờ cầu trời khẩn Phật thử coi uống này coi nó hết không. Rồi kéo cổ cho anh này đi, anh này uống ba thứ luôn. Nha. Chồm đá thì ông này là chồm gan dưới cổ. Thầy hỏi câu hỏi thêm, con đang bệnh về đột quỵ, đang điều trị bên 175 mà bị tơ tơ hết nửa người bên phải, còn bên trái thì bị cục bè đi thương binh bị chiến trường. Giờ ba tơ bên đó điều trị chưa mà định bây giờ cứ trong đó điều trị, cứ điều trị rồi em mua thêm rượu ớt cho ông uống. Được. Cho nó mà hồi phục. Rồi vậy đi ha. Được rồi, đã chưa? Rồi rồi giờ tới em á. Ở gần đây sát rồi, ở kia bên này hả? Năm Hoàng Việt. Rồi vì sao có bị tê ở đây xuống này một chân thôi? Chân không tê chân này chân lên đúng lần nhắc không? Đúng rồi. Đây này tụi em so này, so hai chân khác nè. Đây bên này xanh nè, máu nó xuống đây không được nè. Thấy không? Mà em bị lâu chưa? Mới bị này, khoảng 4 tháng rồi. 4 tháng này uống thuốc tây thôi chứ. Tây nó không... Thực ra là cái này thuốc tây nó chỉ cho aspirin thôi chứ không có gì khác. Rồi còn mấy thuốc khác là không thua gì. Rồi em đi bộ cứ mỏi chân không? Không, không mỏi chân. Uống thuốc vô thì... Bây giờ nó vẫn tê tê vậy. Rồi chứ... có hút thuốc không? Hút thuốc hả? Có. Bình này giờ hút thuốc á? À dạ. Vẫn... không hút, hút ít thôi chứ. Ít đó, nhưng mà tới cơ địa mình nó bị tắc. Do cái nicotine nó làm cho cái thành mạch mình nó co lại. Em ngưng thuốc đi. Dạ. Để em uống cái này cái em hết liền. Rồi em chồm đá thêm chồm gan với chồm hai cái bẹn để cho nó bơm cái máu xuống nuôi đó. Khi nào em dồn lại hai chân em đo cho em thấy nó hồng như bên kia là em hết rồi, hiểu không? Nó mang cái này vô mạch máu thôi nè. Rồi kéo cổ rầm rầm đau vậy thì kéo đó nha. Bỏ thuốc đi nha. Cái này bệnh này thì nhậu lại được. Vậy mới chết. Đúng là không nhậu thì chết đáng chịu. Này rượu ớt với rượu khóm nha. Riêng cái rượu ớt á là anh dặn em ha, là cái này á là rượu em uống thì nó hơi đặc biệt chút xíu. Rượu ớt á thì em uống một lần nửa muỗng sau khi ăn cơm ha, với sữa chua nãy dặn rồi đó. Thì em uống một ngày hai lần buổi trưa với chiều. Nhưng là từ sau em tăng lên một muỗng, từ sau em lên muỗng rưỡi, từ sau em lên hai muỗng, từ sau em lên hai muỗng rưỡi, từ sau lên ba muỗng, thí dụ vậy. Tức là tùy theo cái cơ thể, tùy theo cơ thể em chịu đựng được. Tại vì cái mạch máu này cần phải cái liều mạnh nó mới đẩy vô được. Nhưng mà liều thấp á thì mà nó hơi thôi, nó tức khó chịu. Rồi em kết hợp với cái thằng rượu khóp á, thì trước khi ăn cơm uống ly nhỏ. Chiều ăn cơm uống ly nhỏ, tối ngủ uống ly nhỏ, vậy thôi. Rồi em dứt trong vòng là... rượu khóp là ba. Ba phần, ha, ba ly ha. Ba cử. Ba cử còn kia đó, thì nhậu lấy ra đi, được rồi. Không phải là không nhậu nhưng mà... Bây giờ phải nhậu. Không thích nhậu. Bây giờ phải nhậu, bây giờ ăn cơm phải nhậu ly, nha. Bỏ thuốc lá nha em. Rồi. Bác ngồi đây. Bây giờ tôi mới gặp mặt ông đó. Vậy hả? Ở đâu? Tôi quay mấy tháng. Nhà ở đâu? Nhà ở đâu hả? Ừ. Lọt tốt như kia. Đối diện trên đất. Ở Houston. Ở Houston đó. Houston hả? Yeah. Houston thuộc Texas nè. Yeah. Cái này là năm ngoái. Này năm ngoái. Năm ngoái mà chỉ ở vật lý trị liệu thôi, chứ physical therapy thôi. Ừ. Bây giờ mới...
sau này mới biết tới đây. Đó. Mà thấy cái này chắc là hy vọng là nó hết. Nhưng mà nếu mà có thời gian ở đây mấy hôm không? Dạ có, nhưng mà tuần này thì không được, nhưng tuần sau tôi sẽ tăng. Tuần sau hả? Dạ. Tuần sau nhưng mà em thứ bảy việc này học cái gì? Là chuyên về gì? Chi dưới. À, vậy là thứ bảy vô nha. Dạ. Thứ bảy vô học hai ngày luôn. Thứ bảy thì tôi rồi qua tuần sau là học thứ thứ hai thứ ba. Ừ. Rồi để làm 4-1. Để làm cho đầy đủ. Rồi tôi hỏi là tôi bị một cái đó là cái lần đi physical therapy thì cái thằng xì nó ôm nó lưng tôi nó ốp bé cái tự nhiên cái chân này nó bị liệt, tức là kêu là foot drop á. Foot drop. Nhưng mà Việt Nam thì cái chân chảy hay là chân rũ gì đó. Nó sao nhìn mỗi lần đi ấy là mang ra là phải treo lên. Thôi sợ nó bắt té. Mà chân này thì cái chân này nó teo hơn là chân này. Mà sao ông không cắt móng chân mà ông để chơi dài dữ vậy? Trời ơi, đau lưng quá cắt đâu được. Hả? Không, cái này không phải, cái này phải ngâm nước. Ngâm nước nó mềm hết. Rồi phải nhờ mấy người mà làm nail á. Nail. Họ cắt mới nổi, chứ còn mình ở nhà mà vợ con mắt nó lờ mờ nó cắt ông chết luôn. Cứng lắm. Cứng lắm, cái này cứng lắm, phải ngâm nước, phải ngâm mà cho thiệt mềm. Tôi cắt cái này được, bị gì cái này ấy để cho con tay. Trời ơi, con gì nó đâu có được, lưng nó đau quá trời đau luôn. Ngồi đứng mà làm gì xíu khoảng 3-4 phút thôi. Ông này phải ở đây để xử cái này mới được. Rồi ngồi ghế. Tôi bởi vậy về đây là xuống đây tới đây xử đây. Ngồi xích vô đi. Ngồi okay, xích gõ vô. Chân gõ chân đi, gõ chân đi. Ông này không coi phim gì lắm rồi. Đây còn được. Chưa đến đổi. Rồi. Được rồi, vậy để kéo cái rồi thứ bảy nhiều rồi thôi. Nhờ kéo một cái hay không? Thì. Rồi xong xuôi rồi làm cái một làm ép cái này cho nó bớt đau chút rồi. Bỏ mắt kính đi. 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 Rồi. Ông này phải dùng luôn ba thứ luôn. Dạ. Rồi mua rồi ba thứ rồi. Rồi, rất là giỏi. Rồi, xử luôn. Ok. 3-1 luôn nha. Thôi bỏ đóng sách ra trong ba lê đi hết. Đủ khớp mà nhanh mà đi uống hết. Lấy ra nhậu mẹ nó luôn cho rồi. Mua nêm nướng. Đây. Đi sao nổi. Rồi bỏ ra hết súng đạn rồi bỏ ra hết. Tôi trước tôi ở Houston. Rồi tôi qua Austin. Dữ dần chưa. Cái gì vậy? Ôi trời. Làm lại, chưa được. Chưa nhẹ. Không đủ nặng hành. Tại người này cứng. Cứng đầu, cứng cổ, cứng lưng. Đâu mà thằng nào cũng không sao. Đây. Đi qua. Đi qua. Nghe lại. Lấy điện thoại cho thầy. Trăm cây rồi. Đây. Vậy nè. Phải câu vậy nè. Thấy không? Thấy không? Ủa lẹ cưng thiệt. Rồi quay bên kia làm tiếp. Ủa mẹ. Thứ bảy này để cho tụi nó làm mềm hết cái cuộc sống lên mới chỉnh lên ngon. Thứ bảy thì đi là một bệnh nhân 7 người chưa. Chỉnh ra,
lỏng đi anh. Lỏng nghe. 1, 2. Nữa cho lì lì cỡ nào nữa rồi tiếp nữa. Nó sao quá, sao lại như sao đậu vậy? Kéo ghế ra. Em ráng thứ bảy chủ nhật học nữa. Học để nắm được hết mấy cái này hết. Để hỏi thầy là cái good job đó, là thập chỉ liên tôn là có thể có hy vọng lên lên. Hy vọng, hy vọng. Nữa. Rồi. Cho ông nằm sắp kéo cái cổ chân ông luôn cái để thứ bảy nhật cũng đi đây được. Cái này phải làm cái lưng lại rồi cái phải cho chồm đá nhiều mới được. Chồm nguyên cuộc sống để giữ để cơ sống cứng ngắc nè. Nó co mấy cái cơ cứng ngắc đó. Ông quên làm nghề gì anh? Ở không mình ghê vậy? Ở không ngồi computer biết hả? À, chắc ngồi nhiều quá. Nó cứng cơ. Lớn tuổi. Lớn gì? Nhiêu tuổi lớn? À, 72 rồi. 72 rồi hả? Cũng lớn thiệt. Ờ, mày tưởng, tưởng đâu mới 60. Tôi sinh năm 1948 rồi. À vậy là dữ vậy. Mẹ mẹ cỡ tuổi này mà xương cốt gì cũng ngon lắm rồi. Ok thôi vậy đi đó, chơi vậy thôi. Tôi đầu tiên đi bác sĩ bị ủng hộ đó là sao phải mổ không lỡ có chuyện gì tôi ngồi xe lăn thôi, tôi chỉnh chẳng sao, tôi ấy thôi. Không có mổ đi physical therapy. Physical therapy thì giống như tập thể dục thôi, chụp mấy cái cơ này, mấy cơ này để cho nó căng ra, nó khô, nó giữ lại cái xương bớt đau thôi. Rồi năm ngoái về làm physical therapy ở cái chỗ ông Thiệt Tâm á. Mà tôi léo kéo lưng cái đồ này, đóng bóp, đóng nhằm nhòi đó thôi. Quay về video thì thấy cái này cho hay. Vì cái kế tiếp của physical therapy là chiropractic. Cái này hình thức là hầu như chiropractic. Ở đây nó sẽ làm mềm cái cơ anh hết rồi bắt đầu chỉnh lại nữa chứ chưa đâu. Yeah. Nha, rồi ok. Đúng rồi. Được rồi, yên tâm. Cảm ơn thầy nhiều. Yeah. Rồi rồi, không có gì. Đã điện thoại lại cho. Đúng rồi. Rồi sao? À, thường thì không có gì hết nhưng mà ngồi lâu thì bị đau chỗ này. À, rồi sao nữa? À, với mà bị phong thấp đó. Ừ. Nhưng mà nó rồi. Biến dạng nhưng thấy mà rồi, thấy rồi. Nhưng mà không có bị đau khớp, mình cũng không hiểu tại sao. Ừ. Nhưng mà nó biến dạng thôi chứ. Ừ, nó biến dạng thì nó mới khổ chứ. Tại cái viêm đa khớp dạng thấp đó, nó có hai dạng. Ừ. Một cái loại dạng cấp, một loại dạng mãn. Ừ. Mà cái này nó chuyển sang mãn rồi nó không đau. Và nó chỉ biến dạng sao sao mấy cái ngón tay mình nó như cái cánh lúa này. Đúng nó rồi. Mà cong hết nè. Dạ cái chân nè, thế cái ngón đó này rồi, nó quẹo hết nè. Ừ. Ừ. Rồi. Nhưng mà mình không có bị nhức, giống như người ta nói là phong thấp là nhức thôi. Trời ơi, nhức nữa bà còn chết nữa bà, mong chi cái đó. Vậy cũng đủ chơi này. Rồi.
chị này cũng phải uống ba thứ luôn nha, rồi chườm đá ha, rồi kéo cổ mở xương ngực cho chị luôn nha, để cho chị hết nha luôn, chị bị kẹt ở xương ngực. Dạ. Ui ngon vậy hả? Thứ tiền liệt. Đắp đá. Đó. Bớt lắm. Bớt. Rồi bên đó rượu ớt uống sao lấy đâu ra? Nhờ mua đây người Việt Trang. Đúng rồi. Về ông thử. Về uống rồi một hồi đó làm cái lần lấy quốc. Cái quốc gia của Ba Lan có một thứ ông có thế đồ đó. Chứ lần này. Nó làm bằng mì bắp, bằng mì khoai á. Khoai. Khoai, có thế đồ thì cái quốc gia nó có loại là bran với là con với là có thế đồ. Có thế đồ là tốt nhất về sức khỏe. Có nhiều người không biết cái vụ đó đâu. Có nhiều người không biết, họ cứ vodka họ uống, nhưng mà nhiều khi nó là cồn thực phẩm. Rồi, ok rồi đó. Rồi, ráng uống để cho nó không có, để nó hết, để nó không có biến dạng nữa. Nha, ok. Thứ ba thứ, uống ba thứ luôn rồi, nha. Rồi, xin mời tiếp tục. Ta thanh niên ta lịch sự vậy thôi. Rồi bị sao? Dạ nó nhiều thứ lắm thầy, nó bị thói quá. Thói quá khớp cổ rồi khớp lưng. Té cho nó đồn. À, té luôn. Dạ. Té ngửa. Dạ bắt té kìa. Ngồi giọng xuống. Này giọng xuống đứng ngay để quất lên. Dạ đi không xuống đàn. Rồi nhà đâu vậy? Dạ nhà em bên Lý Thường Kiệt ngay Bách Khoa. Ồ vậy hả, mà nó đâu có leo cây leo gì đâu mà té vậy? Nó dướng, đi bước xuống xe nó dướng cái nó dướng nó trời ơi nó dướng cái quần. Dạ đúng rồi. Không cũng may xuống cái đan mà biết đan cứng mà nó đổ đan. Dạ nó bị bao xuống. Lâu rồi, bị bao lâu rồi? Cũng khoảng trước dịch đó, năm. Năm rồi. Dạ tự nhiên cái chân này chắc nó bị đan ảnh hưởng cái đó. Dạ giờ cái luôn. Chân mình tréo vậy thì nó đào đây. Rồi. Cho nên được rồi. Nhức cái. Rồi, ok. Vậy đi ha. Với nó hay bị nhức đầu. Nhức đầu thì nó như cái đó là tôi nó ngồi đây tôi thấy kiểu đó tôi còn nhức đầu luôn. Chợ nó giống như nó viêm loét mà trào ngược á, nó hay bị làm mệt giống như mình bị hụt hơi á. Thì cái rượu ớt nãy tôi nói biết cách uống rồi ha. Uống cứ tăng liều từ lên ha. Thì cái đó mày muốn khỏi không có lo đâu. Bảo đảm. Ở đây thì cái rượu ớt là nó tuyệt chiêu rồi, chữa cái đét dày dày với tàu ngược thực quản rồi. Bởi vậy mà tại sao mà tôi dặn mấy người đó đừng có mua rượu bên ngoài làm. Ở đây tại người ta nấu rượu nhà đó. Nhưng mà ta đâu có loại được mấy cái ethanol ở trong đó đâu. Đó là vậy á. Rồi. Cô này kéo cái cô này cô cho chỗ chồm đá ha. Mà chồm ở gan mà chồm luôn cái chỗ mà cái lưng nè. Tại nó bị tắt luôn đó. Ê, gõ dùm cái chân chỗ này. Cái nó có cái u cái cục. Nó u cái cục rồi gõ thử coi. Rồi xong. Bên này xong. Xong xuôi xuôi cuộc đời. Anh à, quên nói bên này nó tự nhiên nó bị cái chỗ này nó hay bị giống như là nó không có bị đau, nhắn gì nó cũng không có cảm giác. Nó hay bị tê cái chỗ này. Bên này. Đây nó chèn. Nó chặn ở đây, nó chặn còn sống rồi nó chèn nó làm vấn đề xuống được nó bị vậy. Ok. Cô này á là kéo cho cái cổ lưng cho hết rồi. 3 trên 1 lưng cho cổ luôn, cho cổ ngon lành về đi. Cho uống 3 thứ nha. Để chỉnh lại chứ trời ơi, làm kiểu này mệt lắm rồi nha. Ừ. Ok, echo. Đau.
xử tùm lum. Móc vô, móc cái lưng giống như là móc vô xe Honda. Nghiêng qua đó, nghiêng qua. Ai biểu té làm kỳ vậy? Rồi nằm thẳng ra. Nằm thẳng ra. Đây, đi lên, rồi. Rồi bây giờ rồi lại coi cục nó biến hết chưa? Rồi. Rồi lại coi cái cục nó biến chưa? Rồi. Chùm đá ở gan với ở ngay đây giùm tôi nha. Rồi uống ba thứ đi nha. Thầy em muốn học có năng lượng. Đúng rồi. Em mệt mỏi. Rồi một giờ. Giống như con người nó giống như nó không có chán quá rồi. Sức sống đó, đúng rồi. Chán lắm rồi. Thôi, về đây đi. Dạ. Về đây để là làm cứu nhân độ thế học đi. Dạ. Rồi, 1 giờ rưỡi vô đây. Rồi làm thủ tục. Giỏi. Rồi ai nữa? Yeah. Rồi thứ bảy chủ nhật này học nữa nha. Thứ bảy chủ nhật đem. Anh có nhìn ăn rồi từ sáng giờ không có ăn gì, chỉ có uống gừng vị nước gừng ấm thôi. Được rồi. Không sao, tốt rồi. Bỏ thêm miếng đường nữa. Đường. Ừ. Đó đó. Ồ. Ồ. Đau chân trái kéo chân phải. Vài bữa ổn rồi. Tại vì già rồi nó vậy. Rồi cưng. Rồi nằm đi cho kéo cho nó cái đi cho nó sướng thanh niên. Qua đây cưng. Rồi. Cho nó cái cho nó thỏa mãn coi. Thì tới đây rồi không được thưởng thức. Rồi, ok cưng. Rồi, giờ đi lại coi cổ chân đã chưa. À, rồi, chị về cuối cùng phải không? Tới đây. Thầy. Thì ngồi xuống. Cũng có nhiều bệnh thầy. Rồi, nhiều bệnh lắm hả? Rồi con tim rồi viêm lét dạ dày. Rồi ngoại tâm thu nè, đấy ba này giống thầy nè. Dạ, dạ ngược. Dạ. Nè.
Vì hèn xuyển nữa thầy, giờ đang khò khè khó thở, có đau nhiều. Bà bệnh giống tôi thôi. Dạ, thôi quá. Thôi quá, cuộc sống của thất lưng. Thất lưng, thôi quá, một đống tóc dị đau điểm sống cổ thầy. Giờ đau nhức toàn thân với người con ớn lạnh mà trong mùa nó nóng. Nóng như vậy là ớn lạnh. Dạ, bị viêm son như mũi dị ứng nữa, rồi bị tiểu nhiều. Dạ. Ăn không tiêu bị đau hoài trào ngược của thầy. Bà này dạ. Muốn quýnh bà ghê, bà cái gì bà cũng không. Còn đau lâu năm rồi thầy, ăn không tiêu với hay bị trúng đau. Cái khi tiêm bón, khi thì đi ăn giống như là như bị tiêu chảy vậy đó. Ăn trúng rồi có nhìn có dầu mỡ á. Dạ, lâu lâu ăn trúng rồi đi giống như tiêu chảy vậy đó. Rồi nhà ở đâu? Dạ, ở Bình Tân. Ở đâu? An Lạc, Bình Tân. An Lạc, Bình Tân vậy hả? Con đau nhất toàn thân, giờ ngồi đứng dậy là đau, đầu gối đau dữ lắm. Lâu rồi, lâu ngày lâu rồi. Rồi, dạ. Ba này bác chồm đá, dạ. Dùng gan, dùng cổ, dạ. Uống ba thứ luôn. Dạ, nhức cái đêm son hành, nhức đầu với toàn thân đau, nhức tay rồi nó nhức hết luôn thầy. Dạ. Rồi, dạ, không lên luôn, cái xoan á, xoan là biết cách làm chứ. Thôi tôi em chỉ cho cơ này xúc miệng ớt á, rồi bơm đồ này nữa. Cái cổ họng con hồi lúc bị Covid á, bị đau cổ rác họng và di chứng còn hoài. Được rồi, nó lỡ miệng nó lưỡi được mà rồi, được rồi. Đắng chát lưỡi. Có cái này rồi, dạ. Rồi uống rượu ớt ha. Dạ, con bị hen xuyển, hoặc hè, có đàm á thầy, bị gì hoài á. Biết rồi. Ăn miếng ngọt vô là bị... Kéo cho cô này cái cổ cái đi. Ví dụ.